Mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Mình là Thắng Lê Gaby Farm. Thì nhân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì em sẽ khuyến mãi là free ship và tặng kèm thêm thức ăn cho anh chị em ha. Rồi, dòng cá đầu tiên có tên là Blue Tật Văn anh chị em ơi. Dòng cá này có cái đầu xanh xanh rất đẹp luôn. Cái thân thì màu đen nha. Size cá là size 2 tháng rưỡi nha anh em. Size này về là mình cho sinh sản luôn rất là ok luôn. Hàng này chơi top view cực kỳ đẹp luôn anh em. Dòng Blue Tật Văn này ha, cực kỳ dễ nuôi nè, về cho anh chị em tập nuôi này ha, hay làm giống nè, hay chơi thủy sinh, anh em muốn nuôi sao cũng được chơi luôn, cực kỳ dễ nuôi nha. Blue Tật Văn thì anh em để ngoài nắng hay là cái chỗ nào ánh sáng chiếu vào thì anh em thấy cái màu con cá rất là tươi luôn nha. Hàng này em đang bán là 30.000 một cặp, ngày hôm nay em khuyến mãi cho anh chị em combo là 10 cặp là 200k luôn, anh em bắt đơn từ 300k trở lên sẽ được free ship nha anh chị em ơi. Tranh thủ đặt hàng nha. Blue Tật Văn rất đẹp luôn, hàng này đẻ nhiều anh em, cực kỳ dễ nuôi luôn ha. 10 cặp chỉ 200k thôi, tranh thủ đặt hàng anh chị em ơi. Em khuyến mãi đến 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là hết khuyến mãi cho anh chị em ha. Và tặng kèm thêm anh chị một thức ăn luôn nha. Tiếp theo thì lên dòng HB Yellow anh em ơi. Hàng này là 40k một cặp. Anh này là bắt combo 5 cặp để anh em là 5 cặp là 150k nha anh em. Hàng này rất là đẹp luôn. Hàng này anh em có thể là trên top view và trên hồ kính rất là đẹp luôn nha. Video với lưng khá là ok nè. Size cá là size 2 tháng mấy, gần 3 tháng đủ lại thôi anh em ơi. Hàng này là chưa sinh sản luôn nha. Về là chỉ việc là ghép đẻ thôi nha. Cực kỳ dễ nuôi luôn anh em. Hôm nay thì em lên một số dòng cá tuyển giống và tập chơi cực kỳ dễ nuôi cho anh chị em luôn. 5 cặp chỉ 150k thôi. Thì anh em có chơi thì liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo. Em để góc phải màn hình đó nha anh em. Và cá thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100%, cho nên anh chị em đặt cá bên em thì yên tâm ha. Về chế độ dịch vụ và bảo hành bên em nha. Cá lúc nào cũng gửi những con mà khỏe mạnh nhất, ok nhất cho anh chị em nha. Còn đây là clip cá mái nha anh em. Cá mái thì cũng bình thường thôi, cái đuôi mà vàng vàng nha, với đuôi với lưng nè, body thôi. Cái thân thì màu nâu nâu anh em. Dòng này chỉ để sinh sản và duy trì đầu giống thôi nha. 5 cặp 150k. Thì anh chị em nào có đặt cá thì liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để có phải màn hình đó nha. Cá với màu thì em ship toàn quốc luôn, vỏ hàng 100%, cho nên anh chị em yên tâm. Em khuyến mãi là đơn từ 300k trở lên á thì sẽ hỗ trợ cho anh chị em là free ship nha anh chị em. Đó, em đóng gói là em đóng một cái bọc ha, xong em bỏ vào thùng xốp, em quấn băng keo rất là kỹ luôn cho cá anh em nhận hàng lúc nào cũng ok hết trơn ha. Giờ này trời hơi nắng nóng một xíu nhưng em cố gắng mà để thêm một lớp cách nhiệt đó nha anh em, cho nên cá anh em lúc nào cũng khỏe mạnh hết luôn. Tiếp theo thì em có dòng HBG anh em ơi. Có một số con thì có thể là HBG Go luôn nha. Hàng này là 40.000 một cặp, ngày hôm nay em khuyến mãi cho anh chị em là combo 5 cặp là 150k, giá cực kỳ mềm luôn anh chị em ơi. HBG nha. Hàng này màu đỏ rất đẹp luôn. Thằng cái là cái thằng thì màu đen đen nha anh em, đen đen HBG. Có một số con thì ga Go luôn nha anh em, HBG Go hay giá trị sẽ cao hơn nha. Hàng này em bán cho anh chị em là 5 cặp là 150k, bán giá cực kỳ mềm luôn anh em ơi. Cá bên em là những con cá em lựa và chất lượng lên cho anh chị em không à nha. Em bán theo cặp thôi nha, một cặp là gồm một trống một mái nha, cho nên anh chị em yên tâm nha. 5 cặp là 150k cho cái hàng này nha. Cá thì em ship toàn quốc luôn nha anh chị em và bảo hành 100%, cho nên anh chị em yên tâm ha. Anh em nhận cá có vấn đề gì thì anh em cứ quay clip lại rồi gửi cho em ha. Về chế độ bảo hành bên em thì lúc nào anh em cũng yên tâm. Dòng này thì cực kỳ dễ nuôi luôn anh em. Đây là clip cá trống nha. Tiếp theo thì đây là clip cá mái nè, anh em xem mái này nha. Mái size ôm trứng ôm bầu luôn, về là cho đẻ luôn nha anh em. Size cá còn tơ đâu nha, chưa sinh sản đâu. Size này khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng đổ lại à. Có một số con thì 3 tháng, có số con thì 2 tháng rưỡi ha, tùy vào bày khác nhau anh em. Đó, em vất đại cho anh em xem thôi. Màu sắc cá khá là tươi ha. Có một số con quay khá là đẹp nha anh em. Thì hàng này 5 cặp có 150 ha, thì anh em tranh thủ đặt hàng nha. Cá cắt là ok luôn này nha. Thì HBG dòng này thì lâu lắm rồi em mới lên lại nha anh em. Hàng này cho anh chị em về chỉ để sinh là chơi hộ kính đâu ha. Làm giống cũng khá là ok anh chị em. Đó, cho anh chị em cho anh chị em chơi trải nghiệm nha. Và anh chị em nào mua đơn hàng từ 300k trở lên thì em sẽ cho hỗ trợ là free ship cho anh chị em. Anh em đang xem clip thì cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha. Tiếp theo thì lên một dòng cá có tên là Tiger King Cobra anh chị em ơi. Dòng này có thể nói là cọp nước đó anh em ơi. Trên thân có những sọc sọc nhìn rất là đẹp luôn nha. Và đuôi thì đốm sọc sọc anh em, gọi là tiger mà phải là cọp vậy ha. Cọp nước cho anh em, đây là clip cá trống nha, nhìn rất đẹp luôn anh em. Rất là lâu rồi, khoảng tầm có nửa năm rồi đó anh em, nửa năm nay rồi em mới lên lại dòng Tiger King Cobra này ha. Thì mấy con này thì hồi trước là nhập bên nước ngoài về đó anh em, rồi đó mới về Việt Nam thì một cặp giá trị khá là cao ha.
còn bây giờ thì nó làm thừng nhiều rồi, nhưng mà mấy con này nó màu vàng vàng nha, nó sẽ bị lem đỏ nhẹ một xíu các anh em. Thì con cá thì sao thì em báo như vậy nha, đó đa phần cá sẽ bị lem đỏ nhẹ một xíu nha. Cái hàng này thì năm cặp chỉ có 150 thôi, như vậy là giá cực kỳ hợp lý mà cực kỳ mềm rồi, với những cặp cá đẹp như vậy cho anh chị em nha. À, thì anh em nào có chơi thì liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha anh em. Cá với màu thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha. Anh em nhận cá và gửi tiền, có vấn đề gì cứ alo cho em ha. À, quay clip gửi cho em ha. À, còn đây là cá mái của Tiger King Cup Gai nha anh em. Mái thì size đang ôm trứng ôm bầu luôn nha. Thì mấy con mái thì màu nó trên thân nó sẽ có những cái sọc luôn anh em. Mà cái màu sẽ lợt đi ha, cái màu nó lợt hơn cái trống rất là nhiều luôn nha. Đó, con cá mái là chủ yếu để mà duy trì đồ giống thôi nha. Và anh em nào mua cá bên em á, có like và đăng ký kênh YouTube rồi á, là em sẽ tặng thêm một bịch thức ăn và free ship nha anh em, cho đơn hàng từ 300.000 trở lên nha. À, tranh thủ đặt hàng anh em ơi. À, em khuyến mãi đến 30 tháng 4 là 1 tháng 5 thôi, là còn 6 ngày nữa là hết nha anh em. Anh em tranh thủ đặt hàng nha. À, lâu lâu thường thường thì cuối tháng em sẽ có một chương trình khuyến mãi cho anh chị em, ưu đãi cho anh chị em ha. À, cá rất là ok và khỏe mạnh luôn. Tiếp theo thì em có lên gồng đỏ nè. Gồng đỏ thì đợt này em để giá lên em cực kỳ mềm luôn. Hàng đẹp nha anh em. Hàng gồng đỏ bên em là hàng đẹp cho anh chị em không mà. Đó, quay đuôi bên lưng em thấy không? Quay lưng là gọi là BDS luôn. Đuôi có thể nói một số con lên hắc mô luôn. Cá mái này em xem này nha. Mái body ủ nu rồi ha. Đó, quay lưng dựng dựng luôn nha anh em. Hàng này á là 40.000 một cặp ha. 10 cặp để anh em là 250k cho anh chị em nào mua 10 cặp nha. Đó, với cá đẹp chất lượng như thế này thì anh em tranh thủ đặt hàng nha anh em. Gồng đỏ tia. À, gồng đỏ thì bộ bên em là tỷ lệ thừng rất là cao rồi, cho nên anh em yên tâm ha. Đa phần lẻ là y chang như nhau à. Hàng đẹp như vậy nha. 10 cặp với 250k thôi. Lẻ là 40.000 một cặp á. À, nhưng mà anh em vô anh em có bắt cái loại này 5 cặp, loại kia 5 cặp, em vẫn để giá combo cho anh em yên tâm nha. Còn đây là khi anh em nhìn từ trên xuống thì thấy trên thân con gồng đỏ có một lớp platinum ha, và tay bơi luôn nha anh em, tay bơi ngắn thôi. À, máy thì đang ôm trứng ôm bầu luôn, về là cái việc cho đẻ thôi. Tiếp theo thì lên dòng full gon thủy sinh nha anh em. À, hàng này cá gen nha anh em, nó có bộ ghi bông luôn á. Hàng này cực kỳ dễ nuôi luôn. Đó là 30.000 một cặp à, 10 cặp để anh em là 250k luôn nha. À, đây là trống với máy em quay chung với nhà luôn nha anh em. Cấp máy thì có một số con lên full tay luôn nha. Có một số con lên full tay, có một số con full dãy, có một số con thì chưa lên full nha. Thì con cái hàng này á thì em bắt đại thôi, bắt 10 cặp xen kẽ, nói chung là lựa thảo có lựa anh em. Em bắt đại luôn. Mà cá đa phần là size anh em thấy không? Đó. Cái size đều nhau anh em yên tâm ha. À, nhiều khi anh em mua cá bên em thì em có tặng thêm cá cho anh chị em luôn, anh em yên tâm ha. Anh em đừng có hỏi xin cá nha, đa phần em thấy anh em dễ thương vui vẻ thì em tặng thêm, mà còn hỏi xin mà nói chuyện mà nhằn là nhiều khi em không tặng luôn á. Anh em cứ mua hàng vui vẻ thì em sẽ tặng thêm, mà anh em khỏi cần xin ha. Tiếp theo thì lên dòng Dumbo câu cho anh em, hàng giống nha. Hàng này là 120.000 một cặp, anh em là bắt combo 3 cặp để anh em là 300k thôi ha. 3 cặp là 300 thôi, hàng cực kỳ đẹp. À, tay bơi còn xanh bự nữa nha anh em, tại vì hàng này cá size 2 đáng gửi thôi. Size như vậy em đang chuẩn bị cho sinh sản nè. Cái hàng này em sẽ để là một mớ để em làm giống nha. Cá rất đẹp luôn. 3 cặp 300k anh em, tranh thủ đặt hàng nha. Thì anh em nào có đặt cá liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp em. Muốn đặt dòng cá nào thì cứ nhắn với em, cứ chụp màn hình rồi gửi qua. À, mua đơn anh em là mua đơn hàng từ 300k trở lên á thì đợt này em sẽ hỗ trợ free ship nha và tặng thêm anh em một bình thức ăn. Còn đây là coi kiếm nha anh em, hàng này á em bán á là 20.000 một con, anh em bắt 10 con á. À, thôi giờ bán anh em á là 15.000 một con luôn, 10 con 150 tặng thêm 2 con anh em, 10 con em tặng thêm 2 con nha. Hàng này bán anh em là 15.000 một con thôi. Đó, không có kiếm nha, con trống thì đa phần sẽ có một cái kiếm. Đó, hàng này còn tơ nha, size phản tầm vẫn út anh em. Con cá này khá là bự nha, bự hơn mấy màu rất là nhiều, cực kỳ dễ nuôi luôn. Mắt đỏ anh em, albino coi kiếm mắt đỏ rất là đẹp luôn, màu đỏ nghe cam cam nha, thì cái màu nó còn lên nữa anh em, rất là đẹp luôn. Coi kiếm hàng này cho anh em về cho để sinh. Đa phần anh em ở ngoài miền Bắc á thì chơi coi kiếm rất là nhiều nha, tại vì thời tiết ngoài thì nó hơi lạnh anh em, với thời tiết nó hơi thay đổi á, thì anh em nuôi cái dòng này cực kỳ dễ nuôi nè. Không ngày được anh em ủng hộ khá là nhiều ha. Coi kiếm ấy nè, 15.000 con, 10 con 150 tặng thêm 2 con nha. À, màu rất là đẹp luôn anh em, chơi thủy sinh là phải nói là cực kỳ đã luôn nha. Coi kiếm tiếp theo dòng cá cuối cùng luôn là Dumbo Big E anh em ơi. Hôm hổm bán anh em là 60.000 một cặp, 5 cặp là 250 đúng không, 5 cặp 250, nhưng mà em bán hổm hổm bán giờ bán lỗ giá nè, bán 5 cặp có 200 mà. À, hàng đẹp như thế này là bán khá là mềm. À, thì 5 cặp là 250 nha anh em, hổm hổm em bán nhầm, sorry anh em ha.
Thì anh em có chơi dòng Dumbo Big Dare thì liên hệ cho em nha. 5 cặp 250k, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng giờ bây giờ chia làm giống nha, giá khá là mềm nha anh em. Ví dụ size size tơ hơn thì em bán giá mềm hơn cho anh chị em ha, tùy vào cái size cá và vẻ đẹp con cái anh em. Đó thì anh em có chơi dòng Dumbo Big Dare tiếng giống thì liên hệ cho em nha. 5 cặp 250k, cá cực kỳ đẹp luôn. Hàng về vẫn chia làm giống nha. Rồi tiếp theo thì em có một cái phần quà mini muốn tặng thêm anh chị em á, là cám siêu tăng trưởng nha. Cái loại cám này viên rất là nhỏ luôn nha anh em, thích hợp cho cá con, cá bố mẹ, cái gì ăn cũng được chơi luôn nha. Thì cái thức ăn này á, đa phần á, là em cho cá vàng nhà em ăn rất là nhiều nha, tại vì cái viên cám nó rất là nhỏ, nó dễ tiêu hóa cho cá anh em. Thì mấy con cá bên nhà em nó khoái ăn luôn, nó ăn nó rất là mập luôn nha. Cá vàng nuôi mấy con này cho ăn riết nó bự cho bá lửa luôn anh em, cực kỳ dễ luôn ha. Cái hàm lượng dinh dưỡng cái thức ăn này rất là cao ha, và cái mùi cá rất là thơm nha. Anh em nào có nuôi cá bầy như em vậy nè, nó cứ mềm dục đại đó, nó sẽ rỉa từ từ vậy nè, nó rỉa từ từ nó ăn ha. Cái con nào miệng bự size bự thì sẽ ăn một hai viên ha. Anh em cho ăn á, anh em đừng cho ăn nhiều nha, cho ăn ít thôi nha anh em, đừng cho ăn quá dư thừa nha. Rồi khi nào mà hết của mình cho ăn thêm nha. Rồi thì anh em nào có mua cá bên em có like và đăng ký kênh YouTube á, em sẽ tặng thêm một bịch thức ăn, và mua đơn hàng từ 300k thì em sẽ hỗ trợ free ship nha. Rồi nói chung là em khuyến mãi đến 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chúc anh chị em xem và lấy vui vẻ nha.